Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất phiên trưa ngày hôm nay. Hôm nay là thứ Bảy, ngày 16 tháng 7 năm 2022, được phát sóng trên kênh Giá Cả Thị Trường. Trong bản tin này, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến của bản tin là bảng giá vàng trong nước được chúng tôi ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi trưa hôm nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Theo ghi nhận ở thời điểm này, giá vàng trên thị trường thế giới đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần bằng một phiên giảm hơn 2 đô la Mỹ trên một ounce và với tỷ lệ giảm là 0,13%, giao dịch ở mức thấp là 1.707 đô la Mỹ trên ounce. Với phạm vi giao dịch trong ngày trước giờ đóng cửa phiên này, có thời điểm giá vàng thế giới tụt xuống 1.698,91 đô la Mỹ trên một ounce và đây cũng là mức thấp nhất trong phiên giao dịch này, mức cao nhất là 1.716,50 đô la Mỹ trên một ounce. Bên cạnh đó thì chỉ số đồng đô la Mỹ quay đầu giảm với tỷ lệ giảm khá mạnh là 0,60%, giao dịch ở mức 107,983 điểm. Với thị trường tiền điện tử, giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin trong xuống giảm nhẹ với tỷ lệ giảm hiện tại là 0,57%, giao dịch ở mức 20.700 đô la Mỹ trên một Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm cũng trong xuống giảm với tỷ lệ giảm là 1,48%, giao dịch ở mức 2,921% trên một năm. Còn đối với thị trường năng lượng khép lại tuần giao dịch bằng một phiên tăng với tỷ lệ tăng là 1,17%, giao dịch ở mức 97,585 đô la Mỹ trên một thùng. Trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường vàng trong nước thì sau đây kính mời quý vị và các bạn hãy cùng điểm qua một chút những thông tin cũng như là phân tích trên thị trường vàng thế giới. Giá vàng thế giới khép lại tuần giao dịch ở mức 1.708 đô la Mỹ trên một ounce. Như vậy là tính trong 5 phiên giao dịch của tuần này, giá vàng thế giới đã giảm mất 40 đô la Mỹ trên một ounce, từ 1.748 đô la Mỹ trên ounce xuống còn 1.708 đô la Mỹ trên một ounce. Theo giới phân tích, vàng đang rơi vào hoàn cảnh khó khăn khi mà thị trường tin tưởng cục dự trữ liên bang tăng thêm lãi suất cơ bản 0,75 điểm phần trăm vào cuối tháng này. Điều này sẽ làm cho đồng đô la Mỹ tăng giá nhiều hơn nữa, tạo sức ép lên giá vàng hôm nay. Theo đó, giới đầu tư tài chính đang dồn vốn vào đồng bạc xanh để tìm kiếm lợi nhuận, nghĩa là dòng tiền chảy vào kim loại quý rất ít. Giá vàng thế giới có thể đối mặt với đợt bán tháo trong vài ngày tới. Theo nhà phân tích của quỹ đầu tư tài chính Gaynell Villacoin tại Mỹ, ông Evelyn Millman nhận định rủi ro đối với việc vàng giảm giá vẫn còn khá cao. Sẽ mất một khoảng thời gian nữa để thị trường có thể tiêu hóa hết kỳ vọng Fed tăng lãi suất gắn liền với đà tăng giá của đồng đô la Mỹ. Thế nên trong ngắn hạn, giá vàng thế giới có thể lao xuống vùng 1.600 đô la Mỹ trên một ounce, theo ông Evelyn Millman dự báo. Phần tiếp đến của bản tin sẽ là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Giá vàng trên thị trường trong nước trong phiên giao dịch cuối ngày hôm qua với diễn biến cùng chiều với thị trường vàng thế giới, do đó mà thị trường vàng trong nước giảm trong khoảng từ 200 cho đến 300 nghìn đồng trên mỗi lượng. Với mức điều chỉnh này thì giá vàng trong nước về gần ngưỡng 67 triệu đồng trên lượng tại chiều mua vào và sát ngưỡng 68 triệu đồng trên lượng tại chiều bán ra. Cụ thể, giá vàng miếng SJC tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn điều chỉnh giảm 250.000 đồng trên một lượng ở cả hai chiều giao dịch. Với mức giảm này thì giá vàng SJC ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang được thu mua vào ở mức 67,35 triệu đồng trên lượng và bán ra ở mức 67,97 triệu đồng trên lượng. Còn với khu vực Thành phố Hồ Chí Minh thì vàng SJC đang được mua vào ở mức tương tự Hà Nội và Đà Nẵng nhưng bán ra thấp hơn 20.000 đồng trên một lượng. Còn đối với thương hiệu Doji, Doji tại khu vực Hà Nội niêm yết ở mức 67,3 triệu đồng trên lượng theo chiều mua vào và 67,9 triệu đồng trên lượng theo chiều bán ra. Như vậy là cũng điều chỉnh giảm 250.000 đồng trên lượng cho cả hai chiều giao dịch. Với vàng Doji tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh điều chỉnh giảm 300.000 đồng trên một lượng ở cả hai chiều giao dịch, xuống bằng mức giá tại khu vực Hà Nội. Với thương hiệu Phú Quý SJC hiện tại đang giao dịch ở mức 67,33 triệu đồng trên lượng theo chiều mua vào và 67,97 triệu đồng trên lượng tại chiều bán ra. Như vậy là giảm 270.000 đồng trên lượng ở cả hai chiều giao dịch. Với mức giá 1.708 đô la Mỹ trên một ounce hiện tại, giá vàng thế giới tương đương 48,6 triệu đồng trên lượng sau khi quy đổi chưa bao gồm thuế và phí. Như vậy là giá vàng trên thị trường thế giới sau khi quy đổi vẫn thấp hơn giá vàng SJC trong nước tại chiều bán ra, rơi vào khoảng gần 20 triệu đồng trên lượng. Để quý vị và các bạn có thể biết rõ hơn về thị trường vàng trong nước trong phiên này, sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bảng giá vàng chi tiết được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi trưa ngày hôm nay. Kính mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi và tham khảo thêm nhé. Sau khi điều chỉnh giảm mạnh trong phiên giao dịch cuối ngày hôm qua, nhìn chung đến thời điểm này, giá vàng SJC trong nước thì hầu như là cũng không có nhiều biến động. Chỉ có một vài hệ thống kinh doanh là điều chỉnh tăng giảm đan xen trong biên độ hẹp quý vị và các bạn nhé. Thời điểm này thì đang được niêm yết như sau. Đầu tiên sẽ là giá vàng SJC tại 3 thành phố lớn, SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng, mua vào 6.735.000, bán ra 6.795.000.
Hiện tại thì không có điều chỉnh về giá, chênh lệch giữa chiều mua vào và chiều bán ra hiện tại đang rơi vào khoảng 600.000 đồng trên mỗi lượng. SJC Hà Nội và SJC Đà Nẵng mua vào 6.735.000 đồng, bán ra 6.797.000 đồng. PNG Hồ Chí Minh và PNG Hà Nội mua vào 6.735.000 đồng, bán ra 6.795.000 đồng, tăng 50.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra, hay là tăng 5.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán. Doji Hồ Chí Minh mua vào 6.740.000, bán ra 6.800.000. Doji Hà Nội mua vào 6.730.000, bán ra 6.790.000. Phú Quý SJC mua vào 6.733.000, bán ra 6.793.000. Bảo Tín Minh Châu mua vào 6.735.000, bán ra 6.793.000. Giảm 26.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Mi Hồng SJC mua vào 6.755.000, bán ra 6.790.000, giảm 5.000 ở chiều mua vào, giảm 10.000 ở chiều bán ra. Tiếp đến là giá vàng SJC ở một số ngân hàng. Ngân hàng Exim Bank mua vào 6.720.000, bán ra 6.780.000. Ngân hàng SCB mua vào 6.730.000, bán ra 6.790.000, tăng 10.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Ngân hàng TBank Gold mua vào 6.730.000, bán ra 6.790.000. Ngân hàng Vietinbank mua vào 6.740.000, bán ra 6.802.000. Tiếp đến là giá vàng SJC ở một số tỉnh, thành phố khác. Sau khi điều chỉnh giảm 250.000 đồng trên một lượng trong phiên giao dịch cuối ngày hôm qua, thì đến thời điểm này, giá vàng SJC ở một số tỉnh, thành phố khác không có điều chỉnh về giá. Chênh lệch giữa chiều mua vào và chiều bán ra hiện tại vẫn đang dao động trong khoảng 600.000 đến 620.000 đồng trên mỗi lượng. Thời điểm này thì đang được niêm yết như sau. SJC Nha Trang và SJC Cà Mau mua vào 6.735.000, bán ra 6.797.000. SJC Huế và 6.732.000, bán ra 6.798.000. SJC Bình Phước mua vào 6.733.000, bán ra 6.797.000. SJC Biên Hòa, Miền Tây và Quảng Ngãi mua vào 6.735.000, bán ra 6.795.000. SJC Long Xuyên mua vào 6.737.000, bán ra 6.800.000. SJC Bạc Liêu mua vào 6.735.000, bán ra 6.797.000. SJC Quy Nhơn, Phan Rang, Hạ Long và Quảng Nam mua vào 6.733.000, bán ra 6.797.000. Cuối cùng là giá nhận bộ số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác. Sau khi điều chỉnh giảm nhẹ trong phiên giao dịch cuối ngày hôm qua thì đến thời điểm này, giá vàng nhận bộ số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác cũng không có điều chỉnh về giá. Hiện tại đang được niêm yết như sau. Nhận bộ số 9 từ 1 cho đến 5 chỉ mua vào 5.205.000, bán ra 5.295.000. Vàng 4 số 9 mua vào 5.195.000, bán ra 5.255.000. Vàng 24K mua vào 5.073.000, bán ra 5.203.000. Vàng 18K mua vào 3.756,6 nghìn, bán ra 3.956,6 nghìn. Vàng 14K mua vào 2.879 nghìn, bán ra 3.079 nghìn. Vàng 10K mua vào 2.006,6 nghìn, bán ra 2.206,6 nghìn. Quý vị và các bạn thân mến, với những nội dung trên đã khép lại bản tin giá vàng mới nhất phiên trưa hôm nay của chúng tôi. Mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và trong nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh màu đỏ phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn là quả chuông ở bên cạnh để mỗi khi có thông tin mới, chúng tôi tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.